Máy may Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Juki Baby Lock Companion BC4600. Chú ý, máy này máy Nhật điện 110, khi dùng thì dây máy mình sẽ cắm qua cái bộ đổi nguồn ở đây. Bên Hương có tặng kèm, đầu tiên Hương sẽ hướng dẫn đánh suốt chỉ. Mình gạt cọc suốt qua bên trái, cắm suốt chỉ vào, đi chỉ đánh suốt. Đây là cuộn chỉ, mình cắm cuộn chỉ, cắm chặn chỉ. Bước 1 móc vào đây, sau đấy mình vắt kéo xuống dưới chân con ốc này, đi lên. Đây, cái sợi chỉ nó như thế này, cuốn quanh suốt theo chiều kim đồng hồ khoảng tầm 5-6 vòng gì đấy cho chặt. Sau đấy gạt qua bên phải và ấn nút bật tắt ở đây. Thanh tốc độ mình để nhanh nhất. Khi nào không đánh suốt chỉ nữa thì mình ấn nút bật tắt, dừng, gạt cọc suốt qua bên trái lấy suốt chỉ ra và mình đi chỉ may. Để may được thì bao gồm chỉ trên và chỉ dưới. Chỉ trên nó là cuộn chỉ, chỉ dưới là cái suốt mình vừa đánh được, mình lắp vào cái ổ ở đây. Mình nâng chân vịt lên để cho các cái khe này nó mở ra thì mình đi chỉ nó mới lọt sâu vào được. Đi chỉ may bước 1 đi qua đây. Bước 2 móc xuống dưới này, đi thẳng xuống ở khe bên phải. Đến đây vắt qua trái đi lên. Nên mình vắt qua trái đi lên. Trong này gói mỏ giật chỉ, mình sẽ xoay bánh đà cho mỏ giật chỉ lên cao như thế này. Mình móc từ phải qua trái đi xuống qua cái lỗ ở đây. Mình móc vào đây. Sau đấy móc vào cái móc của chân kim, mình xoay bánh đà xuống nhìn nó dễ. Có cái móc nhỏ ở chân kim, mình cầm chỉ như này mình ngoắc vào. Hạ cần nâng hạ chân vịt, xoay kim về vị trí cao nhất và dùng cái hỗ trợ sọt chỉ. Ấn cái này, nó ôm sát vào kim, đặt sợi chỉ chạm với ngạnh, đẩy thẳng ra sau chếch lên. Mình rút sang, mình nâng chân vịt, lắp suốt dưới thì mình gạt cái này qua phải và mở cái nắp này ra. Cầm đây kéo lên. Cái suốt vừa nãy mình đánh được, mình cầm như thế này, sợi chỉ thừa phía bên trên qua phía bên trái đặt vào. Gài sợi chỉ vào cái rãnh ở ngay đây, cái rãnh này, kéo qua bên trái, suốt quay ngược chiều kim đồng hồ. Lấy chỉ dưới thì tay trái mình cầm chỉ trên, tay phải mình ấn nút này, ấn 2 lần. Chỉ dưới nó được kéo lên ở chỗ này, mình cầm mình rút cái sợi này lên, cho hai sợi chỉ vào giữa khe xuống dưới ra sau chân vịt. Đậy cái mặt nhựa này vào, mình đè từ bên này, ấn bên này. Máy này có các đường may ở đây, 15 đường may, mình thích đường may nào thì mình chọn, nó hiện ở trong cái ô này. Số 1, số 2 các kiểu. Đây là điều chỉnh mau thưa, số càng to càng thưa. Thành tốc độ nhanh chậm ở đây, qua trái là chậm, qua phải là nhanh. Mình chạy thử một số đường may của máy. Khi may mình cho vải vào và hạ chân vịt xuống. Đây là lại mũi, ấn giữ bao nhiêu chạy lùi bấy nhiêu. Đây là lại mũi, đè xuống và giữ nó sẽ chạy lùi. Đây là tốc độ chậm của máy, qua phải tốc độ nhanh. Mau thưa thì mình điều chỉnh số càng to càng thưa, máy chạy rất là khỏe luôn. Nâng chân vịt lên, mình chạy để vậy, mình chạy thử đường zig zag luôn nhé. Zig zag số 4, mau thưa số 2,
Nâng chân vịt để thải ra, chuyển thẳng đường kim cắt. Đường phần trang trang trí thì mình sẽ để cái màu tia ở cái mức nhỏ hơn 1. 7, 8, 9, 10, 12 là đường phần trang trang trí. Tương tự các cái đường khác thì mình cũng cứ chọn rồi chạy thôi. Chân vịt trên máy là chân đa năng thì mình sẽ hướng dẫn cách tháo lắp chân vịt sang các cái chân vịt khác. Mình sẽ ấn vào đây, chân vịt nó nhả ra. Chân vịt nó có cái thanh ngang này, nó sẽ được lắp tương ứng vào cái mỏ ở đây, cái khuyết chữ C, chữ U ở đây. Một tay mình điều chỉnh chân vịt, một tay hạ cần nâng hạ chân vịt, nó ngập vào là được. Để nó ngay thì nó sẽ ngập. Hướng dẫn thay kim. Thay kim thì mình sẽ hạ cái chân vịt này, xoay kim ngang cái tầm mình ngồi, nhìn cho dễ. Vặn, xoay, vặn cái ốc này lỏng, kéo kim xuống. Máy này sử dụng kim HA của Nhật, có một mặt dẹt, một mặt tròn. Khi lắp để ý mặt dẹt quay ra phía sau, đẩy vào lỗ, đẩy kịch lên, sau đấy vặn chặt ốc vào là xong.